mấy dịp đầu che làm bên bắc qua kinh một tình miền quê buồn vui dân trong làng ra đi chưa hè làm mà nghe ăn đi về hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu tre làm nghe ăn ca trong nắng chiều vàng huê câu tre bao nhiêu nhẹ vui một tu về để lòng ai quên hết áo đề ai nghe bắt nhịp câu tre cho chàng là cha bên đây hương em là em bên này câu tre câu tre rằng nhớ ở đây thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa qua cầu gió bay nhớ ai em tôi qua lấy chồng làm bên như ngờ ai ăn đêm ngủ lúc về ngoài hiên cầu hô ơi ăn đêm tình gieo tràn khắp biển lòng câu như đôi cánh chim hiền một hai ba bốn năm sáu đã nghe thấy cái tiếng nhạc của nó chưa và các bác có đã nhìn thấy cái điện thoại nó rung chưa? Và đây là hoàn toàn là quay bằng điện thoại và hoàn toàn là nó rung tự nhiên các bác nhé. Các bác xem tất cả những cái video mà trước nay em làm video nào nó rung và video nào nó không rung. Đối với con loa này đánh sẽ rung điện thoại hoàn toàn, các bác thấy không? Cái đôi loa đánh rất là uy lực với cái bộ dàn này. Thì đây là một bộ dàn dành cho anh Trung, anh nhà Duyên Hà, thành phố Hà Nội. Lẽ ra là cái bộ dàn này là không có lên vì mấy hôm nay là em rất là bận, em vừa mới đi làm ở một cái sân vận động. Hôm nay là người ta khai trương một cái giải bóng đá, thì em có đi làm ở đấy và em làm âm thanh ở đấy. Em rất là bận không có thời gian lên và hợp đồng với anh Trung là không lên video và em sẽ chuyển qua Zalo. Nhưng mà thực ra hôm nay em dành thời gian, bây giờ là khoảng 5:30 rồi, là em về nhà em tranh thủ em làm video hôm nay. Một là mục đích chính không phải là lên cho anh Trung xem, vì hai anh em cũng đã thống nhất là không làm video, vì em mấy hôm nay làm bận em không làm. Nhưng mà hôm nay vì tối hôm qua có hai khách của em trước đây đã từng mua hàng của em. Nhưng mà vì vừa rồi cái loa BMB em hết hàng và cái loa B3 thì em ngừng kinh doanh nó tầm khoảng gần hai năm nay rồi. Nhưng mà thế nên em bảo hai khách đó là đi mua hàng bên ngoài giúp em, vì em đợt này em không nhập cái hàng đó về. Đấy, và vô tình khách chưa mua thì cũng rất may là khách chưa mua thì khách gửi hình ảnh vào cho em xem. Thì mới thấy rằng là người ta bán hàng, thực ra thì cái việc bán là việc của người ta, nhưng đây là khách hàng của mình thì em cũng đưa lên để cho các bác cố gắng mà xem mà biết được thế nào là cái hàng mình nên mua, nên bỏ đồng tiền ra. Tốt, con này chơi rất hay. Còn cái phần sử dụng em đã làm video nhỏ nhỏ cho anh xem rồi anh nhé. Còn hôm nay em tranh thủ để em lên một video này, mục đích là để làm cái việc mà hôm qua hai khách hàng của em em điện về cho em thôi. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Thực ra mấy hôm nay em rất là bận nên em không làm được video. Đây là một khách hàng. Và cái bộ dàn của anh Trung, em xin lỗi là em làm vậy thôi nhé. Em hát em nghe thử chất âm rồi đấy. Mà đúng ra là cái bộ của anh em mình đã hợp đồng là không lên rồi. Nhưng hôm nay mục đích là em làm cái này thôi. Ở đây là một khách hàng của em đã mua dàn của em. Và hiện tại thì trước đây khách không mua loa. Nhưng bây giờ cái loa của khách mua dàn của em thôi, độc dàn thôi. Và loa của nhà khách bây giờ khách bị cháy mất loa, và khách
bảo em bán cho một đôi BMB, nhưng hiện tại thì em còn toàn BMB xịn thôi. Đấy. BB Trung Quốc em cũng hết rồi, mà BMB Việt Nam thì em không nhập. Đấy, BB Việt Nam em nhập thì lúc nào cũng có, nhưng BB Trung Quốc em hết rồi. Thì em bảo khách là đi sang bên khác mua giúp em, để em hết hàng. Đấy. Và đây là khách đã từng đã liên hệ với một số bên và được người ta chào hàng với cái loa BMB đây. Các bác nhìn, BMB 2000C đây. Đấy, đây hình ảnh nó đây. Đây là BMB Bát Việt Nam nha. Xương sắt. Hàng xương sắt. Đấy. Các bác nhìn đây. BMB 2000C 8 ohm, công suất 1200W. Đấy, cũng made in China. Làm rất là giống. Hình thức bên ngoài rất là giống. Đấy. Thế nhưng mà bên trong thì đây. Này mà người ta dám bán cho khách hàng của em bảo là người ta bảo là hàng bãi. BMB 2000 bãi. Đấy. Đây là hàng Việt Nam đóng các bác nhé. Hàng Việt Nam đóng, nhưng đóng bằng bát tép Việt. Xương sắt. Đấy. Và giá thì người ta đang chào bán mức giá là 3,2 triệu. Cái việc giá người ta bán cao bán thấp thì là mình không quan trọng. Người ta có thể người ta bán giá cao thì là nó là cao. Nhưng ở đây cái vấn đề đáng nói ở đây là hàng Việt Nam, nhưng người ta lại bảo khách hàng là hàng bãi để lừa cái thị hiếu của người tiêu dùng. Đó, các bác lưu ý nhé. Đây này, đây. Các bác nhìn này, từ đây. Này mà bảo BMB 2000C bãi, một sự làm ăn không đúng đắn. Cái việc người ta làm thì em không có liên quan, nhưng mà đây khách hàng của em thì có điện về, có bảo. Thế chính vì vậy là em và xin lỗi để các bác chờ lâu. Và đây là một vị khách nữa mua được đôi loa B3. Đấy. Cũng rất may là mới nhìn hình ảnh chứ chưa có mua. Đây, các bác nhé. Đây là cái loa B3. Các bác lưu ý, cái mã B3G212 này. Đấy. Hiện tại trên thị trường cũng vẫn đang bán rất là nhiều. Và đây là cái nhện loa. Các bác nào mua được loa này thì vui lòng về tháo loa ra mà xem nhện. Nếu nhện này là nhện không chuẩn nhá, nhện này là nhện hàng của Việt Nam. Nhện của loa B3, cái mẫu của năm 2020, là cái mẫu nhện mà trên cái gần phần xếp của nhện, là cái mẫu năm nay nó đã cao, nhô cao lên rất là nhiều. Và nó vẫn là cái màu vàng. Nhện vẫn là màu vàng, nhưng vàng năm nay là vàng xám, chứ không có cái màu nâu tím như thế này. Các bác nhá, màu nâu tím này là hàng Việt Nam nhá. Và khách hàng của em một chút nữa thì cũng đã tự mua mất cái loại này rồi. Cái loại này người ta bảo là hàng nhập, nhưng không phải hàng nhập đâu. Hàng này là hàng Việt nhá. Các bác nào đã dùng B3 thì có thể tháo ra và xem cái bát của nó là sẽ biết được. Bát của nó, cái nhện của nó là phải là cái nhện màu vàng. Nhện màu vàng. Màu vàng chanh, chứ không phải cái nhện màu nâu nâu như này, là không phải đâu. Nhện màu vàng chanh. Đấy, cái bát của đây. Một khách hàng đã mua và rất may là chưa mua và gửi về cho em xem. Em bảo thôi, tốt nhất là không nên mua nữa. Còn mình cũng không bảo người ta lừa đảo hay người ta, mình không nói cái gì. Vấn đề mình không mua, mình không thích là mình không mua thôi. Còn việc người ta bán là việc của người ta. Vấn đề là khách hàng hỏi em thì em cũng bảo như vậy. Rồi cái người ta bán mình cảm thấy mình không ưng cái hàng này thì mình không mua, chứ mình không có nói người ta lừa đảo làm gì cho nó mất cái lòng, mất cái tình cảm ra. Các bác cứ lưu ý rằng khi các bác mở cái loa ra, các bác xem cái bát cho em thôi. Các bác không cần xem cái tép. Nếu các bác xem được cái tép này cái tốt, nếu mà tép mà nắp nhựa là không đâu rồi đấy. Rất giống nắp sắt nhé, các bác gõ con. Nếu mà là tép mà nắp, tép B3 mà nắp nhựa là không đâu rồi đấy. Hai là các bác muốn biết dễ nhất thì các bác xem cái con bát này. Các bác xem cái con bát của B3 đây đấy. Các bác xem cái nhện của nó. Nếu như cái nhện của nó màu nâu như thế này là nhện hàng rẻ tiền rồi nhá các bác nhá. Hàng này là hàng Việt Nam rồi nhá. Nếu cái nhện này, cái nhện này là em biết cái đơn vị nào là đơn vị bán cái hàng này đấy. Sản xuất ra cái hàng này. Nên các bác chỉ cần xem mỗi cái bát cho em thôi. Các bác tháo loa ra và các bác xem bát. Bát của nó phải là cái nhện phải là màu vàng chanh. Phải là màu vàng chanh. Và cái mẫu của năm 2020 thì cái nhện này nó gồ lên rất là cao hơn cái mẫu cũ ngày xưa. Nhá. Chứ nó không phải là cái màu nâu nâu như này đâu. Nâu cà phê này là không phải nhá.
nâu cánh gián này không phải nhá. Cái màng của con B3 nó phải là màu màu vàng chanh. Màu vàng gần giống cái bát này này. Màu vàng gần giống cái bát này nhá, cái nhện của nó màu vàng như. Bác lưu ý nhá. Chỉ xem mỗi cái bát thôi các bác có thể biết được rồi. Đặc biệt như cái loa BMB vừa rồi đấy. Rõ ràng là hàng Việt Nam nhưng người ta lại bảo là hàng bãi, đấy là một hình thức lừa đảo. Lừa người dân để người ta mua. Đó không phải hàng bãi, đó là hàng Việt Nam cũ. Để bảo hàng bãi. Đấy, nên các bác mua hàng thì nên lưu ý và đặc biệt nhé. Riêng bên Thanh Trúc bán hàng cho các bác, loa của em và cả hàng sản phẩm của em trừ khi hàng hãng, còn các hàng khác không bao giờ dán tem. Các bác về mở thoải mái, còn hàng hãng thì em không cho bác mở. Vì hàng hãng người ta bảo hành cho em bằng cái tem, các bác mở ra em không bảo hành được. Còn cái hàng khác, ví dụ hàng loa của Trung Quốc của em thì em cũng không dán tem đâu. Về các bác mở thiệt ra, mở ra xem bát tép em có làm có đúng không, đúng như em bảo không, nên em không giữ đâu. Đó, về cả cái loa này về nhá, em không có dán cái thứ tem nào cả, ngoài tem của nhà sản xuất. Các bác cứ mở ra xem thêm cái ruột em làm có đúng hay không đó nhá. Chứ còn nó thực ra là một cái những cái sản phẩm mà đã dán tem, trừ là sản phẩm của chính hãng, còn ngoài ra là sản phẩm của Trung Quốc mà đè tem vào thì thực sự là nó, cái loa thì có cái quái thì mình phải đè tem, không cần phải đè tem. Đấy nhá, đấy là hôm nay em làm video mục đích là vì cái sản phẩm này thôi, vì những cái việc này thôi. Còn đúng ra là cái bộ của anh Trung là anh đã bảo là không làm vì ngày hôm nay là em rất là bận. Ngày hôm nay là em đi em làm cho cái sân vận động. Đấy, là em vừa mới về thôi, người ta vừa mới dừng xong cái những cái trận đấu, người ta về thì em về em làm tranh thủ làm. Mục đích là để hôm qua em khách hàng của em gửi về em mới bảo mới làm video để cho các bác xem, để các bác biết nhá. Các bác biết nhá, tránh mua bỏ đồng tiền ra mà mua cái hàng không tốt. Còn khách hàng của em thì em không nói tên, nhưng khách hàng cứ chờ đợi đi. Em sẽ, mặc dù hiện tại em không có cái mã này, nhưng em sẽ cố gắng em tìm cho khách hàng cái mã sản phẩm khách hàng yêu cầu nhé. Đấy. Thì chia sẻ với các bác vậy thôi, để các bác lưu ý khi mua hàng, đặc biệt là loa đây. Không, loa hãng em không nói, còn loa Trung Quốc không bao giờ em dán tem. Không bao giờ em dán tem. Các bác về các bác bung, các bác mở thoải mái. Kể cả sản phẩm đây, sản phẩm của hãng thì người ta đè tem thì em không nói rồi. Còn sản phẩm của em nhập, một là hàng bãi, hai là hàng mới Trung Quốc. Đấy, thì các bác về các bác mở thoải mái. Từ trước nay bán hàng, khách nào thích mở cho mở hàng, xem luôn. Các bác nhé, bác lưu ý nhé. Không có cái chuyện dán tem, đè tem vào loa đâu các bác nhé. Tem loa của em không bao giờ đè tem. Các bác mở em thoải mái. Còn các bác nên lưu ý tránh cái trường hợp như khách hàng hôm qua của em. Nếu như rất may vì khách hàng tin tưởng em mới hỏi, chứ còn nếu không tin tưởng em thì cũng đã mua phải cái hàng đó rồi. Đấy. Nên là bữa trước thì em có bảo là em không còn cái mã đó thì có thể mua bên khác. Thế nhưng mà không may là một chút nữa, xém chút nữa thôi là cũng đã ăn cái hàng. Thực ra thì cũng không đến mức mà quá đắt quá đâu, vì người ta bán 3,2 triệu thì cũng hơi đắt một chút thôi. Nhưng cái chính là người ta đang lừa mình, cái đó là không phải hàng bãi. Đó là hàng Việt Nam. Kể cả cái loa B3 cũng vậy thôi các nhá. Thì anh Trung, anh xem qua hôm nay thì em làm mục đích là vì cái việc đó thôi. Còn cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn cái lòng tin và cái sự nhiệt tình của anh đến với em. Và những cái cách sử dụng thì em đã gửi qua Zalo cho anh rồi. Và cái sơ đồ cắm như nào em có video rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video. Bác nào có nhu cầu sử dụng những cái bộ dàn karaoke như thế này thì liên hệ sớm với em trong cái mùa Tết sắp tới. Đấy, và đặc biệt là cái loa như lúc trước các bác xem, nó đánh cái độ lực của nó đánh các bác biết rồi đấy. Đấy, đang hoàn toàn là điện thoại nhé, không có như một số bác bảo nó đánh bằng cái công nghệ, không phải đâu. Cảm ơn anh Trung rất nhiều và cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác xem video cho em xin một like và đăng ký kênh cho em nhé.